con đường cụt không lối thoát và xa vào nơi án phạt muôn đời, thì đó là điều bất hạnh vô cùng cho mỗi người chúng ta. Vậy đường của Chúa đi là đường nào? Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng đấy, sau 3 ngày thì Chúa sống lại hiển minh. Cho nên con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá, con đường của Chúa Giêsu là con đường vâng lời Thiên Chúa Cha, con đường của Chúa Giêsu là con đường là đem ơn cứu độ, đem cái phần lỗi đến cho con người chúng ta. Vậy cái đường ấy cụ thể trong cuộc đời của chúng ta làm sao? Kính thưa quý bà và anh chị em thân mến, em chúng ta đã nhiều lần phạm tội mất lòng Chúa. Vì cái việc trước tiên là phải tẩy rửa tâm hồn của mình nên trong sạch cái đã. Muốn trong sạch thì làm sao? Chúa Giêsu đã biết thân phận con người chúng ta yếu hèn, cho nên lập ra bí tích là hòa giải để làm sao chúng ta được gột rửa linh hồn của chúng ta qua bí tích đó. Rồi mùa chay chúng ta trở về là chúng ta sám hối để xin Chúa thứ tha vì tất cả chế phần xác của chúng ta, để chúng ta trở nên trong sạch trước mặt Chúa. Vậy thì cuộc trở về làm sao? Cuộc trở về của mỗi người chúng ta không ai thay thế được. Gánh nặng cuộc đời chúng ta có thể thay thế cho nhau được, nhưng mà cuộc trở về là tự mỗi người chúng ta phải làm đấy. Những cái khó khăn trở ngại trong cuộc đời đâu, và để những người ngoài tôn giáo cũng vậy, chúng ta cũng thấy được. Nhưng mà người Kitô hữu của chúng ta có một niềm hy vọng cả, và có một cái điểm yên của chúng ta, đó là gì? Là những thánh giá, những thập giá ấy là trở nên giá cứu chuộc cho mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết chịu đựng vì Chúa, nếu chúng ta biết chịu đựng để cảm thông với sự thương xót của Chúa, nếu chúng ta biết chịu đựng để nên vì phần tội của chúng ta, nếu chúng ta biết chịu đựng để chúng ta nên giống Chúa Kitô để đi trên con đường Chúa đã đi, thì chúng ta sẽ được ơn cứu độ. Vậy hôm nay trước cái này bà cụ Maria như lúc đầu tôi nói, chúng ta chẳng nói thêm gì cho bà, cho bằng lời cầu nguyện, nhưng mà chúng ta chia sẻ với nhau, những người còn sống với nhau trong cái biến cố đau thương này, để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta, để chúng ta đi trên con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta, đó là con người của chúng ta xuống vực thẳm, và vực thẳm đó ở trần gian đã đủ vấn đề, nhưng vực thẳm đời sau thì thật là khốn nạn cho chúng ta. Dĩ nhiên con người lựa chọn, chúng ta sẽ lựa chọn điều tốt cho chúng ta, dĩ nhiên chúng ta sẽ chọn con đường được hạnh phúc, dĩ nhiên chúng ta sẽ chọn được con đường đó là nước trời. Thì chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay sống trên trần gian này luôn luôn hướng về thiên đàng, luôn luôn hướng về nước trời. Xin trước hết cho bà cụ Maria sớm được về trời để ăn thánh Chúa, và chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta đang còn sống ở trần gian luôn luôn đi con đường của Chúa đã vạch ra, để rồi chúng ta sẽ được cứu độ. Ai tin ta sẽ không phải chết đời đời. Xin cho bà Maria khi còn sống đã hết lòng tin yêu Chúa, giờ đây được thoát khỏi hình phạt mà hưởng phúc Chúa đã hứa ban. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Xin cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố được Chúa thương an ủi, để biến mọi khổ đau mất mát của mình thành lời cầu nguyện cho người thân mới qua đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xin cho những ai còn sống trong tội lỗi nhận ra cùng đích đời mình, can đảm từ bỏ lối sống cũ mà trở về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa. Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con. Chúng con cũng cầu xin Chúa.
xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi tiến đưa bà cụ Maria về với cha sống tin yêu Chúa suốt đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con cha từ cõi chết sống lại để ban sự sống cho những kẻ tin. Xin nhận lời cầu nguyện của chúng con để người có cố là bà cụ Maria và cả chúng con được hưởng tình cha xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa là bà cụ Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về
này với Chúa. Xin ban cho kẻ chết như con Chúa thì cũng được sống lại như mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trong hình Chúa cứu thế và theo thế thức về giờ ít chúng ta giao nguyện rằng nhờ Chúa trong lòng thương yêu Chúa, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn vào mọi kia loan. Đang khi chúng con mong đỡ nhiều hy vọng mừng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin ơn thiên quan cho hội thánh được bình an và hợp ý theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiển thị muôn đời. Amen. Năm vừa Chúa hàng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ trong cấp thi hành này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hành người thân nhân dân mà chúng ta sắp chôn cất vì xác thịt chúng ta, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và sau linh hồn người này được sống họ với các thánh là những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lời nhân từ trong khi xét xử, để bà cùng Maria được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăn trêu lòng ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ muôn muôn đời, để đáng hưởng nguồn vui bất diệt là một với cộng đoàn các thánh. Một sự kiện trọng đại, siêu vời, và không có một việc làm gì có thể.
Hàng ngày hối lỗi, chúng con có điều gì thiếu sót, xin Chúa học lượng thứ. Một lần nữa, gia đình chúng con đồng vái trà. Sống nên người, cho con vốn liếng kiến thức
đạo đức để con mạnh dạn bước vào đời. Cho con, mẹ cho con tất cả. Mẹ cho ya chọn đời. Chọn một đời mẹ dành hết ya cho con.
xuân hạ thu đông đầy nước mắt, mẹ ru con trọn hơi thở à ơi. Trên vai của mẹ nắng mưa đi về, giọt mồ hôi mặn nằm yên lắng nghe. Trên vai của mẹ bó lúa về nhà, gánh râu ra chợ hoàng hôn ghé qua.
suối qua đồi hoặc qua ngàn năm tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi. Thank you.
một ngày từ giã bạn bè trở về với Chúa. Sẽ có một hôm cất bước một mình đi vào thiên thu. Hãy sống tình yêu Chúa sẽ trả công, ai sống luật Ngài. Chúa sẽ cùng con hát khúc tình ca thiên đường ngàn năm. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi, người hãy nhớ cho lòng người đầy oan khiên. Sẽ có một ngày từ giã vợ chồng đàn con yêu dấu. Sẽ có một hôm riêng con cô đơn đi về thiên thu. Phú quý lời danh chiến thắng rào sang rồi cũng hào huyền. Chúa hay dù thương, Chúa hay ủi an, con hoài chờ mong. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người ơi, người hãy nhớ cho lòng người đầy oan khiên. Và này, người hãy nhớ cho tình trời tình thiên. Sẽ có một ngày từ giã họ hàng người thân yêu quý. Sẽ có một hôm cô đơn bơ vơ đi về xa xôi. Tích lũy làm chi, tích góp phù vân rồi cũng ra từ. Con hứa từ đây nhất quyết dựng xây thiên đường tình yêu. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời này trong qua. Người ơi, người hãy nhớ cho cuộc đời rồi qua đi. Người hãy
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, quý hội đoàn, giờ đây xin kính mời quý cụ cùng toàn thể các hội đoàn tham dự nghi thức lần cuối của bà cụ Maria. Cộng đoàn tín hữu chúng ta sắp kết thúc nghi lễ an táng cụ Maria theo truyền thống Kitô giáo. Giờ đây chúng ta còn đang gặp gỡ cụ Maria, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã bởi đất mà ra. Nên không gì hơn là chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện để gửi gắm cụ Maria cho Chúa. Con thương người, lạy Chúa, xin xót thương người. Lạy Chúa, xin xót thương người, xin thành ra con. Xót thương người đã dương dụng con. Lòng mất nuốt trong đêm trường, nhắn cho người kiếp sống mong mong. Cha, chúng con xin phó thác cho cha người anh chị em tín hữu chúng con là bà cụ Maria. Dưới ánh mắt người đời, cụ Maria đã chết, nhưng xin cho cụ Maria được sống mãi bên cha. Xin cha cũng mở lòng hải hà mà thứ tha và thanh tẩy mọi lỗi lầm của cụ Maria đã sai phạm vì yếu đuối khi còn sống ở thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của các tín hữu biết được an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa tỏa sáng công nhan làm cho cụ Maria sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiện tỷ muôn đời. Kính thưa cộng đoàn thân mến, vì Thiên Chúa còn năng đang muốn gọi người tín hữu của chúng ta là bà cụ Maria ra khỏi trần gian mà về với người, nên giờ đây chúng ta xin trở về lòng đất thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Giêsu Kitô đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi xác đất vật đèn của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Ngài. Bởi thế chúng ta xin phó thác cụ Maria cho Chúa. Xin người đón nhận cụ Maria vào chốn bình an và cho cụ Maria sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Martha khi anh cô qua đời: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Chúa nhận đời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin ban sự sống đời đời cho cụ Maria. Xin Chúa nhận đời chúng con. Chúa đã tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con.
và giúp chúng con vững lòng trong cây sẽ được sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, khi còn sống, cụ Maria đã nguyện theo ý Cha. Nay cụ Maria đã qua đời, thì xin Cha rủ lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của cụ Maria. Và cũng như khi còn trần thế, cụ Maria được liên tiếp với cộng đoàn tín hữu chúng con. Kính thưa quý bạn giám cố hương, quý ông Liên Thành, Đình Bắc, kính thưa quý ban hành giáo, quý hình đoàn Đa Bên, ban Tây Nhạc, Giác Quốc Kitô, ban Tây Nhạc Họ Thử, ban Lam Nhạc, Bắc Nhạc, Giác Tiền, đoàn Nhạc Hiếu, Hòa Hậu, thành phố Lâm Đình, ban Ca Đoàn, quý ông bà, thông gia, liên gia, thân nhân, quý khách gần xa, thân bằng, quyến thuộc, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Mẹ ơi, chỉ còn một ít phút nữa thôi là chúng con chẳng còn thấy bóng mẹ nữa. Mẹ đã từ giã mái ấm gia đình, biết bao con cháu, những người thân thương đi đến mẹ đang đứng xung quanh mẹ đấy. Mẹ đã từng sống với bản cha cùng bà con dân làng đã gần một thế kỷ, qua bốn thế hệ ông bà bố mẹ con cháu. Nhưng lúc tối yên đói no vui buồn sướng khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ. Giờ đấy không còn mẹ, chúng con biết chia sẻ cùng ai, than thở cùng ai. Ôi thế thì từ nay chúng con mất mẹ là chẳng còn, dẫu van mẹ cũng chẳng là con bị thương nên chớ làm. Ôi than lỗi nơi ngộ cảnh sống thương mẹ thách nghĩa đồng tâm chia cắt đôi ơi. Đường mấy cái hạt vẫn ru âm dẫn xa cái thịt mổ từ đây. Dầu dầu cỏ hô vàng vàng cỏ gấu dưới đê thoát đất. Gửi lắm sương tàn ngàn năm vĩnh biệt. Chúng con chẳng khi nào còn thấy bóng mẹ nữa. Ôi trong đây cuộc chia ly vô cùng xót xa này, chúng con xấu lặng này. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha. Xin Chúa trả công mọi hầu do quý ban hành giáo, quý bạn giám cô hương, quý ban ngành, quý hình đoàn, quý các ban ngành trong xứ, các quý vị đã đến đưa mẹ chúng con ra nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, chúng con có điều gì thiếu sót xin được lượng thứ. Để đáp lại với tình cảm yêu ái của quý vị, tháng đến chúng con có tổ chức bữa cơm thân mật. Con xin trân trọng kính mời các quý vị về dùng bữa cơm thân mật cùng tám kiến chúng con. Một lần nữa, tất cả anh em trong tám kiến chúng con đồng cảm tạ. Lạy ơn gian lành hai thương vô cùng, hết mọi tội lỗi kẻ làm gian người thay thể. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy bỏ con đi đường xa mịt mùng, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Con ngồi mẹ bỏ con đi, trong khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi.
chưa tròn mẹ bỏ con đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa. Khi con nằm mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Mẹ bỏ tôi đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm. Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi, gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa. Mẹ bỏ con đi. Mẹ linh thiêng về nâng đỡ.
của mẹ, nắng mưa đi về, giọt mồ hôi mặn nằm yên lắng nghe. Chính vai của mẹ bó lúa về nhà, gánh râu ra chợ, hoàng hôn ghé qua. Đến giờ tóc bạc lưng còng chưa ngơi, trên vai của mẹ miếng vỡ hình vuông, áo con lành lặn, đời mẹ khổ hơn. Con đau mẹ thức trắng đêm, con buồn. Kính thưa cộng đoàn bản giáp Cô Hương nói riêng, thằng thành giáp đình nói chung, thưa gia hiếu, thưa tang quyến, bà cụ Maria là người thành viên của bản giáp Cô Hương. Khi bình sinh, cụ đã tham gia sinh hoạt mọi công việc vui buồn có nhau. Khi cụ lâm bệnh, trong thành đã tổ chức thăm hỏi cầu nguyện cho cụ. Hôm nay bà cụ nghe tiếng Chúa gọi ni viện trần thế về cõi vĩnh hằng, trong thành đã có trách nhiệm điện và đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng. Có lời mời trong thành bình mắt về dùng bữa cơm tại gia tình hiếu nghĩa. Đến đây đã được gia hiếu tang quyến tiếp đón ân cần, thật là hiếu khách. Đến đây tôi xin đại diện cộng đoàn bản giáp xin chào gia hiếu tang quyến nại nhẹ. Đại diện của chùa Lương Nghiệp giáo xứ Kim Sơn, tôi cũng xin có một vài ý kiến. Kính thưa các cố trong bản giáp xứ Kim Sơn cũng như các cố trong giáo xứ Kim Sơn Thiên Thành, hôm nay là ngày kính thưa nơi an nghỉ cuối cùng, sẽ được tất cả các cố trong giáp trong này cũng như bà con anh em thân thuộc của ngoài đã đưa vào hôm nay nhiệm vụ là trong bản giáp đã trị viện gọi giáp mộ cho mẹ chúng tôi đến nơi đến chốn. Thì ở đây là mộ yên tả ẩn vậy quay đến cuộc tôi cũng xin đại diện người gia yếu chân thành cảm ơn quý ông quý cô quý anh em trong bản giáp đã tận tâm tận tình với gia đình chúng tôi, với mẹ chúng tôi. Tôi cũng xin thay mặt cho toàn thể trong gia hiếu anh em chị em chúng tôi xin chân thành đa tạ quý bản giác cũng như quý viên thành và thể bà con tất cả mọi người xin chân thành cảm ơn. Tình thương của mẹ dành cho con đẹp biết bao, sao mà lai láng đến thế? Hãy cho con gọi ngàn lần tiếng mẹ, hôn ngàn lần lên mái tóc bàn tay, cho con đổi cả một thời tuổi trẻ để dáng mềm lưng mẹ lại ngày xưa. Mẹ tôi tóc xanh nhiều bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ.
trẻ thơ nhỏ dại, lòng mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi tươi cười nhìn bóng con ngoan, không tan không phiền dù lắm hoạn nạn. Cầu mong con mình xưng thành người dân. Chiều chiều bên túc liều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trước gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như gợi tình thương. Lòng người mong ước ngày sau, đàn con sớm thành người dân. Nhưng nay con đã nên người, thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng chợt nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ. Nuôi con vất vả mẹ chẳng quán ngại, chỉ mong sao con khôn lớn nên người. Nhưng khi con đã thành nhân vào đời thì mẹ chẳng còn, mẹ đã xa con. Con xin đốt nén hương tưởng niệm công ơn sinh thành của mẹ, nguyện một đời nhớ lời mẹ khuyên. Mẹ tôi tóc xanh nhiều bàn tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai. Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, lòng mong con mình.